Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2023, chương trình sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Công nhân lao động kiến nghị đến đại biểu Quốc hội những vấn đề về việc làm, thu nhập, nhà ở xã hội. Giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới tại Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Cần có giải pháp khắc phục tạm thời đoạn sạt lở tại ấp Bầu Chấu, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân. Để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chiều nay, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Hận có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri là công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi tiếp xúc có Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Trong buổi tiếp xúc, công nhân lao động có nhiều ý kiến xoay quanh các vấn đề về việc làm, đào tạo nghề, nâng cao thu nhập, đời sống, phát triển nhà ở, khu vui chơi giải trí, trường học, chế độ chính sách, bảo hiểm xã hội phù hợp. Trong đó, kiến nghị Quốc hội xem xét tạo việc làm ổn định cho người lao động, do hiện nay các công ty thiếu đơn đặt hàng khiến cho công nhân lao động có thu nhập thấp bị mất việc, ảnh hưởng đến đời sống. Ngoài ra, công nhân người lao động mong muốn được tiếp cận nhà ở xã hội, xây dựng nhà trẻ khu vực gần công ty doanh nghiệp để tạo điều kiện cho người lao động yên tâm làm việc. Kiến nghị Quốc hội quan tâm đến việc tăng lương tối thiểu vùng nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động trước tình hình giá cả tiêu dùng và giá điện tăng. Đại biểu Quốc hội ghi nhận giải trình tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương xem xét giải quyết, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cử tri đặt ra. Dịp này, có 100 suất quà được trao tặng đến công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân tháng công nhân năm 2023. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Trước đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến khu nhà trọ của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, Sirimetco, để tìm hiểu về tình hình đời sống, sinh hoạt và nhà ở của công nhân. Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2022. Làm việc với đoàn giám sát có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử. Thông tin tại buổi giám sát, đến nay toàn tỉnh có 54 trên 82 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 3 trên 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2020-2022, tổng nguồn vốn quy động xây dựng nông thôn mới của tỉnh hơn 24.000 tỷ đồng, không có nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Trong buổi làm việc, đại diện các sở ngành đã làm rõ một số vấn đề đoàn giám sát quan tâm như một số chỉ tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới còn cao, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Mức độ đạt được ở một số tiêu chí của các xã đạt chuẩn còn thấp, thiếu tính bền vững. Một số tiêu chí mặc dù đã đạt chuẩn theo quy định nhưng hiệu quả đối với sản xuất và đời sống của người dân chưa thực chất. Trong đó, nhiều xã gặp khó ở tiêu chí giao thông, tổ chức sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và công trình cấp nước tập trung, tỷ lệ người dân đi khám bệnh có sổ khám bệnh điện tử, thu gom xử lý nước thải. Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Quốc hội phân quyền cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc điều chỉnh vốn giữa 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Chính phủ xem xét điều chỉnh hoặc giao bộ ngành trung ương hướng dẫn mềm quá một số tiêu chí chưa phù hợp. Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung quyết định số 587 ngày 18 tháng 5 năm 2022 theo hướng có quy định về hình thức khen thưởng cụ thể cho cấp xã, huyện, tỉnh trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Kiến nghị bổ sung nguồn vốn cho Cà Mau đối với các xã an toàn khu. Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải ghi nhận các kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành. Đoàn sẽ kiến nghị để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển tải đến các bộ ngành có liên quan. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới cần cụ thể hóa những văn bản của Trung ương, của Hội đồng Nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, rà soát kết quả xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại các địa phương,
cần có giải pháp tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Sáng nay, tổ công tác của Ban chỉ đạo IUU tỉnh do Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo làm tổ trưởng, có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có tổng số 461 phương tiện tàu cá, trong đó có 108 tàu cá trên 15 mét đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Hiện trên địa bàn có 89 tàu hết hạn đăng kiểm, cấp lại giấy phép khai thác và có 14 tàu mất kết nối trong bờ vì hiện tại phần mềm các tàu cá này không còn thể hiện. Tổ công tác cũng đã đến kiểm tra thực tế tại cảng cá Rạch Gốc, trạm kiểm soát biên phòng Rạch Gốc. Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển đề xuất các ngành chức năng tỉnh tăng cường mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tàu cá vi phạm các quy định về khai thác IUU, đặc biệt là vi phạm liên quan đến thiết bị VMS, tàu cá vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài, các thủ tục chuyển nhượng tàu cá khi sang bán và nâng cấp phần mềm quản lý tàu cá. Cải tiến phần mềm số hóa để tạo thuận tiện trong việc theo dõi và quản lý phương tiện trên địa bàn. Trước đó, vào hôm qua, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại địa bàn xã Khánh Hội, huyện U Minh, xã Khánh Bình Tây và thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Đồn Biên phòng Khánh Hội hiện quản lý 824 phương tiện lớn nhỏ đang hoạt động các nghề đánh bắt khai thác thủy sản. Trong đó có 234 phương tiện có chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động xa bờ, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đạt 100%. Số phương tiện còn lại hoạt động các vùng gần bờ. Trạm kiểm soát biên phòng Đá Bạc, đồn biên phòng Sông Đốc quản lý 561 phương tiện, trong đó có 183 tàu thuộc diện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Trạm kiểm soát biên phòng Sông Đốc quản lý hơn 1.000 phương tiện, trong đó có hơn 900 phương tiện thuộc diện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ngoài ra, tại cửa biển Sông Đốc, thường xuyên có trên 100 phương tiện các địa phương khác ra vào hoạt động, giao lưu hàng hóa. Hiện nay, các đơn vị đều đã được triển khai phần mềm kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và hệ thống giám sát hành trình tàu cá. Đồng thời, để kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện và đảm bảo các quy định IUU, các trạm kiểm soát biên phòng đều xây dựng được hệ thống sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ người đi trên tàu ra vào cửa biển. Duy trì nghiêm hệ thống thông tin liên lạc với ngư dân để kịp thời kêu gọi, thông báo khi phát hiện tàu đánh cá của ngư dân có nguy cơ vi phạm, cũng như trao đổi nắm tình hình trên biển. Qua kiểm tra thực tế, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Cà Mau về IUU, yêu cầu đồn biên phòng Khánh Hội, đồn biên phòng Sông Đốc thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương triển khai rà soát, quản lý, theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác thủy sản tại vùng bờ, vùng lộng, vùng khơi, tăng cường giám sát, kiểm tra nhằm phát hiện xử lý tàu cá ngắt kết nối, vượt ranh sang vùng biển nước ngoài đánh bắt thủy sản trái phép, giám sát chặt chẽ nguồn gốc hải sản, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về chống khai thác IUU theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp mất kết nối giám sát hành trình, cơ quan chuyên môn phối hợp địa phương tìm hiểu, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định. Tuyệt đối không giải quyết bất kỳ trường hợp nào không đảm bảo thủ tục theo quy định ra biển. Vào rạng sáng hôm qua, trên đoạn đường Việt Thắng, Cái Đài, Bào Chấu thuộc ấp Bào Chấu, xã Việt Thắng xảy ra sạt lở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân Võ Trường Giang đã đi kiểm tra thực tế tình hình ngay sau khi xảy ra sạt lở. Đoạn lộ bê tông bị sạt lở đấu nối với cống khép dùng Bào Chấu của tiểu vùng 10 thuộc dự án Nam Cà Mau, do dòng chảy qua từ cống quá mạnh tạo thành dòng xoáy làm sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 40 m, sâu khoảng 1,5 m, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài ra, trên tuyến đường này còn có hai điểm sạt lở tương tự. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân Võ Trường Giang chỉ đạo cấm biển báo để cho người tham gia giao thông không đi vào khu vực nguy hiểm nói trên. Ngành chuyên môn cần sớm đưa ra giải pháp khắc phục tạm thời. Những hộ có nhà ở cận mé sông cần sớm di dời vào phía trên để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Huyện sẽ báo cáo với tỉnh để có phương án đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp theo là một số thông tin trên lĩnh vực sản xuất.
Thưa quý vị, nhằm tăng cường liên kết để tiếp cận chuỗi chăn nuôi giá trị đầu vào và tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chuỗi thương phẩm an toàn, bền vững, góp phần tăng thu nhập cho các hộ chăn nuôi. Chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân phối hợp với Hội Nông dân huyện Ngọc Hiển, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau tổ chức ra mắt thành lập Hợp tác xã Chồn Hương Tân Ân. Hợp tác xã Chồn Hương Tân Ân có 10 thành viên, tổng đàn chồn gần 300 con, vốn điều lệ của hợp tác xã 200 triệu đồng. Hoạt động theo chuỗi sản xuất, mua chung, nuôi chung, bán chung, từ đó kiểm soát theo chuỗi từ đầu vào con giống, thức ăn và cung ứng chồn thương phẩm cho thị trường. Đã qua, mô hình nuôi chồn hương được nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Ngọc Hiển thực hiện, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hợp tác xã Chồn Hương Tân Ân được thành lập trên tinh thần tự nguyện với mục tiêu hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong quá trình chăn nuôi, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào phối giống đem lại hiệu quả, tăng số lượng, chất lượng đàn chồn, tăng thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Nhằm đảm bảo cho vụ lúa hè thu năm 2023 giảm chi phí, đạt năng suất cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Nhân Thời đã khẩn trương triển khai lịch thời vụ sản xuất đến các xã dùng ngọt quá trên địa bàn. Vụ lúa hè thu năm nay, huyện Trần Nhân Thời đề ra kế hoạch gieo xạ 28.954 ha. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện khuyến cáo nông dân chia làm hai đợt để xuống giống. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện, Phòng nghiệp Phát triển Nông thôn huyện kết hợp với Ủy ban dân xã và các ngành chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xuống làm việc từng xã để mà xây dựng lịch thời vụ từng khu vực, từng vùng để giúp cho người dân sản xuất lúa hè thu năm 2023 đạt được năng suất, chất lượng và hiệu quả. Sau khi có khuyến cáo về lịch thời vụ của phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn khẩn trương triển khai đến ấp khóm tuyên truyền, vận động nông dân bám sát và tuân thủ lịch thời vụ để gieo xạ. Đối với diện tích mà lúa hè thu của xã là có 4.140 ha thì đã cài ải là cơ bản như xong. Khâu chuẩn bị giống thì qua nắm thông tin của các ấp cũng như thăm dò trong dân thì người dân đã chuẩn bị giống rất là đảm bảo. Cái thứ hai, hiện nay trên địa bàn xã thì đã xuống giống đợt 1 là được 400 ha. Thì theo dự kiến là xã sẽ tiếp tục xuống giống đợt 2 là từ đầu tháng 5 đến là giữa tháng 5 2023. Đồng thời hiện nay xã đang phối hợp với chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật của tỉnh trên cơ sở là cái công văn điều chỉnh cái lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp. Xã đang tập trung tuyên truyền cho đến các người dân và các ấp để cho người dân hiểu kịp thời, đồng thời là chủ động có cái kế hoạch tuyên truyền đến tận người dân về cái điều chỉnh cái khung lịch thời vụ này. Để có được vụ lúa bội thu, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Trần Nhân Thời cũng đã khuyến cáo nông dân chọn giống lúa nhóm A đạt tiêu chuẩn cấp xác nhận, giống chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, năng suất chất lượng cao, phù hợp điều kiện canh tác địa phương và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, xuất khẩu như OM18, OM5451, OM6162, bố trí sản xuất diện rộng khoảng từ 70 đến 75% diện tích. Nhóm giống lúa thơm đặc sản gồm các giống lúa đặc sản ST24, ST25, Đại Thơm 8, bố trí sản xuất khoảng từ 10 đến 15% diện tích. Nhóm giống lúa chất lượng trung bình gồm OM576, OM2517, OM6976, bố trí sản xuất diện hẹp khoảng 10% diện tích. Ngoài ra, có thể gieo xạ một số giống lúa triển vọng khác như OM429, OM8959, Hương Châu 6, nhưng bố trí sản xuất quy mô nhỏ để đánh giá năng suất chất lượng, tính thích nghi, thích ứng trước khi sản xuất đại trà trong thời gian tới. Thì theo bây giờ mình cũng đoán thời tiết, theo thí dụ thấy anh em người ta ở đây người ta làm thì mình cũng phải bắt đầu mình cũng chuẩn bị mình làm. Thì đất đai mình chuẩn bị sẵn hết trơn vậy đó, như gì giống má rồi vậy đó. Rồi bây giờ mình thấy vừa là mình xả đó. Vậy lúc này thấy ra anh em đây người ta xả cũng hết rồi, bây giờ bắt đầu đi xả nè. Muốn chuẩn bị một cái vụ lúa hè thu thì sắp xếp để xả thì chứ bước đầu là mình chuẩn bị cái đất, làm đất, cài ải, phơi ải. Phải xong rồi thấy mà đủ điều kiện á thì thôi, không đủ điều kiện mình sắp chở lại cái đó là khâu làm đất. Cái khâu thứ hai là những cái giống, giống về đây rồi mình chờ nước sông lên á, nước sông lên tầm mình còn khả năng bơm nổi thôi, đủ bơm rồi được rồi, để mình tranh thủ sẽ sớm đó, cho nó kịp thời vụ chứ nó dễ quá sợ qua lọc cái tháng 8 sợ mưa nhiều quá ảnh hưởng.
tranh thủ nước sông bơm được luôn ruộng là làm đất, bơm ruộng làm đất, làm đất mặt bằng chặt bằng hết rồi chạy đường băng ngâm giống xà mộng. Còn cái khâu đảm bảo vô năng suất thì bây giờ cứ tùy thuộc theo trời, thì mình ở đây mình đủ điều kiện là mình chuẩn bị máy móc phương tiện bơm không cho nước bị khô, lúa lên là cho nước lên luôn hết trầm tầm cỡ 5 phân 5-7 phân gì đó, nếu dư thì bơm ra mà thiếu thì bơm vô, nó thì phân thuốc thì mình xử lý kịp thời thôi. Để nâng cao năng suất chất lượng và sản xuất lúa hè thu năm 2023 đạt được hiệu quả thì bà con nông dân cần lưu ý mình chọn những giống lúa mà chất lượng như là ST24, ST25, OM18 và Đài Thông 8 để mà gieo xạ trong vụ mùa. Và bà con nông dân cũng cần lưu ý cái thời tiết hôm nay diễn biến rất là phức tạp nên dễ thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin ở trên đài báo để mà nắm cái thông tin tình hình thời tiết để mà mình có cái giải pháp mà sản xuất mang lại cái năng suất chất lượng và đạt được hiệu quả kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, việc tuân thủ các khuyến cáo về lịch thời vụ, giống lúa, phân bón của ngành chuyên môn là một trong những yếu tố quan trọng để giúp nông dân có vụ mùa đạt năng suất hiệu quả. Trong phần tiếp theo của chương trình, chính phủ đã đồng ý phương án tăng học phí đại học từ năm học tới. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đồng ý phương án các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề tăng học phí từ năm học tới, theo lộ trình đã định từ năm 2021. So với mức trần học phí năm học 2022-2023, mức mới tăng 43-93%, trong đó khối ngành y dược thu mức cao nhất và cũng tăng cao nhất. Tuy nhiên, đây chỉ là khung chung, các trường đại học căn cứ vào đó để tự quyết định học phí. Việc tăng học phí đã được nhiều trường thực hiện sau mùa tuyển sinh năm 2022. Tuy nhiên, đến cuối năm, chính phủ yêu cầu các trường chưa tăng nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên sau Covid-19 và lạm phát. Các trường đã trả lại hoặc chuyển sang học phí kỳ sau đối với phần tiền đã thu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2023. Theo đó, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2023 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân làm trưởng ban, cùng với 3 phó trưởng ban và 25 ủy viên là đại diện lãnh đạo các sở ngành, đơn vị. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo điều hành và kiểm tra các công việc của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Cà Mau năm 2023, theo quy chế và hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Trong đó, ngày 27 tháng 6 là ngày làm thủ tục dự thi, ngày 28 và 29 tháng 6 là thời gian diễn ra kỳ thi với 3 bài thi độc lập gồm ngữ văn, toán, anh văn và chọn một trong hai bài thi tổ hợp gồm khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, học sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã và đang hỗ trợ thí sinh giải quyết kịp thời, điều chỉnh những thông tin sai sót, hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định. Ghi nhận tại trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau cho thấy đã được đăng ký thử trước đó. Cùng với sự hỗ trợ trực tiếp của thầy cô, nên đến nay phần lớn học sinh của trường đã hoàn thành phần đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Lúc ban đầu thì em cũng gặp một số khó khăn là có một số cái thông tin đó, khi mà em điền thì em chưa có rành cũng như là mấy cái thông tin đó, em hay bị nhầm lẫn. Thì em vào đây có thầy cô hướng dẫn cho em thì em bắt đầu sửa những cái mà có thể mình sai. Thì bây giờ thì em đã hoàn thành được cái thông tin của mình trên cái hệ thống. Trong quá trình đăng ký thì sẽ có một số thông tin mà chúng con sẽ bị điền sai hoặc là điền thiếu. Nhà trường sẽ hỗ trợ cho chúng con, thầy cô sẽ đến coi có từng bạn kỹ hoặc kỹ càng để coi có sai hoặc thiếu gì thì tụi con sẽ được hướng dẫn để bổ sung thêm. Sau khi học sinh lớp 12 hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, phần nhóm giáo viên tổ chức kiểm tra, đối chiếu thông tin hồ sơ thí sinh theo quy định, đảm bảo chính xác, thống nhất, hợp lệ.
Đặc biệt, chú ý rà soát quyền lợi xét điểm ưu tiên cho học sinh. Các bạn chủ yếu là xác định sai cái nơi thường trú của mình. Ví dụ giống như các bạn hiện tại đang ở Cà Mau nhưng mà cái nơi thường trú của bạn ở dưới huyện. Nhưng mà bạn cứ nghĩ là bạn ở đâu thì nơi thường trú của bạn ở đó, nên là bạn xác định sai nơi thường trú của bạn. Thì mình sẽ các bạn xem lại trên căn cước công dân của mình là nơi thường trú của mình ở đâu thì mình sửa lại cho phù hợp với nơi thường trú ở đó. Cái tài khoản của mình thì nhà trường luôn nhắc nhở các em là phải bảo mật thông tin tuyệt đối để sau này có sai sót thì không bị ảnh hưởng tới kết quả thi cũng như kết quả xét tốt nghiệp về sau của các bạn. Về việc đăng ký dự thi á, thì trước hết chúng tôi cũng theo thực hiện theo quy trình của sở đó là tổ chức cho học sinh đăng ký thử. Và sau đó theo thời gian quy định thông báo cụ thể đến trên group của giáo viên chủ nhiệm khóa 12 để giáo viên chủ nhiệm khóa 12 thông báo về cho phụ huynh cũng như học sinh biết cái thời gian đăng ký chính thức. Đến giờ hôm nay học sinh đã đăng ký cơ bản hoàn thành và đã được duyệt trên hệ thống. Ngay sau khi nắm được quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Ban giám hiệu trường trung học phổ thông Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tổ chức phổ biến, hướng dẫn học sinh cách thức đăng ký dự thi và những điểm cần lưu ý. Phương thức đăng ký này được giáo viên, học sinh đồng thuận bởi sự thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian. Trường hợp phát hiện có sai sót, học sinh có thể điều chỉnh ngay. Hiện nay nhà trường đã có hơn 90% đã hoàn thành việc đăng ký. Công việc còn lại của nhà trường từ đây đến ngày 13, cái thời gian cuối cùng đăng ký trực tuyến là nhà trường sẽ tập hợp những em chưa đăng ký về các phòng máy vi tính để quý thầy cô hướng dẫn trực tiếp. Và các em còn khó khăn trong đăng ký cũng như là có các sai sót cần điều chỉnh thì nhà trường cũng tập trung vào các buổi chiều để hoàn thành và đảm bảo cái tiến độ đăng ký trực tuyến trên hệ thống. Hiện nay học sinh lớp 12 trong tỉnh Cà Mau cơ bản đã hoàn thành việc đăng ký, kiểm tra hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 để cập nhật thông tin dữ liệu thí sinh lên hệ thống quản lý thi của ngành trước thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời tiếp tục tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị nhà trường khẩn trương hoàn tất đăng ký cho thí sinh đang học lớp 12 cũng như thí sinh tự do. Sau ngày 13 tháng 5, sở hoàn tất dữ liệu, đảm bảo 100% thí sinh có đầy đủ thông tin trước kỳ thi diễn ra. Chiều nay tại Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 các đài phát thanh truyền hình Nam Sông Hậu thuộc cụm thi đua số 9, gồm các đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, An Giang và Kiên Giang. Có 8 nội dung lớn trong giao ước thi đua năm 2023 được ký kết, trong đó tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh báo chí cách mạng, thể hiện dòng chảy chính xã hội, tạo đồng thuận, niềm tin và khát vọng Việt Nam, hùng cường, thịnh vượng. Tiếp tục đổi mới cách thức nội dung tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tích cực tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá. Cùng với hội nghị ký kết giao ước thi đua, trong năm 2023 còn diễn ra nhiều hoạt động nổi bật trong cụm thi đua số 9 gồm tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và trao đổi kinh nghiệm chuyên đề xây dựng quy trình chuyển đổi số cho phát thanh truyền hình dựa trên nền tảng mở. Liên quan nghiệp vụ phát thanh truyền hình, giao lưu trong lực lượng đoàn thanh niên, giao lưu thể thao và sơ tổng kết thi đua. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.